Hello, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến một cái nơi gọi là chợ trời để cho các bạn biết ở đây nó bán những gì nha. Mời các bạn cùng theo mình. Lên đường nào. Chợ trời ở đây cũng rất là đông người ha. Mấy xe đậu rất là nhiều. Ở đây mình phải mua vé ha. Mua vé vô. Ở đằng đó nó sẽ có chỗ bán vé. Hình như 2 đồng một người hay gì á. Lâu quá mình không có đi rồi. Để nó lại coi thử cái giá bao nhiêu nha. Cái vé vô là 1 đồng 50 cho một người ha. Ok, mình sẽ đứng get line. Đây là cái đường đi vô ha. Hôm nay là thứ bảy nên cũng thường chợ trời thì nó mở thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Hôm nay thứ bảy rất là đông người. Có người kiểm vé ở đây. Thank you. Ok. Đây bán rất nhiều loại. Cái này là đây bán trái cây ha. Thì bán cái đồ này thường á là mấy người này sẽ đi lại cái farm á để mà người ta mua luôn. Thì nó tươi hơn, có thể là nó tươi hơn ở chợ. À, nó rẻ hơn. Nho không vậy? Có. 1 đồng mấy à? Nho ngon quá. Cái này mình không biết, cái này mẹ nó mới ăn cái này, cái xương rồng. Xương rồng nó bào bào cái gai ra, cái này nó ăn được. Mình chưa ăn cái này bao giờ, nhìn nó lạ lắm. Xương rồng. Nói chung ở đây nó sẽ bán rất là nhiều loại trái cây, rau củ quả, rồi đồ cũ. Đồ cũ rồi điện máy, điện máy chung là đồ rất là nhiều loại. Mà đa số mấy cái đồ rau củ quả này lấy ở farm hay là ta tự trồng, ta đem ra ta bán. Đây, trái cây. Đây là táo tàu, dâu. Nho 1.5 đồng phao rồi. Nho nhìn tươi đó vậy. Ngon. Bơ 2 đồng trái. 2 trái 1 đồng. Đó, nho nhìn đã không? 1.5 đồng phao. Rất là ngon. Quất chùm nó đây vậy? Lấy cái bịch. Lấy
lấy nữa không? Dạ thích thì lấy. Không ăn. Không. Ừ. Cho bự thử như vậy. Dạ. Bốn phao là 6 đồng. 6 đồng. Sáu đồng trả đi cái này 50 kìa. Cái khu bán trái cây này thấy chủ yếu là mấy người mễ ha, mễ nhiều. Mới mua thêm cái hũ này 2 đồng blueberry 2 đồng. Khu này bán quần áo. Quần áo mới nha. Phải quần áo cũ, bán kiểu giống như Việt Nam. Có bán khu đồ cũ nữa. Cái này là đồ cũ quá. Bán đủ thứ. Ở đây chủ yếu là người Việt Nam với người Mễ kinh doanh ở đây, buôn bán ở đây. Mễ nhiều hơn. Đa số là người Mexico á. Bán đủ thứ này. Ở đây thì nó bán kiểu giống Việt Nam ha, giống như ở chợ Việt Nam. Để đồ tùm lum ở ngoài vậy. Ở đây mà mình muốn bán ở đây á, là mình phải đóng tiền sân ở đây, tiền bãi ở đây. Thì mỗi cái diện tích ở đây nó sẽ là bao nhiêu tiền á. Mà nó chỉ mở từ thứ năm tới chủ nhật thôi, 4 ngày trong tuần. Như này bán quần áo. Này ốp điện thoại hả? Này khu để đi qua cái khu mấy khu đồ cũ. Coi nó bán mấy cái đồ điện tử rồi nè. Rồi. Bán đồ cũ đây ha. Gì cũng có. T-shirt mà 1 đồng. 1 đồng cái. Ở đây nó bán mấy đồ cũ nè. Này nhiêu cái nè. Bán đủ thứ. Hình như ở đây bán động trái á. Động món á. Thằng đó nói như. Ừ. Này bán khu đồ cổ. Ừ. Dĩa cũ. Rồi nó bán mỗi cái 1 đồng á, bán cô này bán giày dép cũ rồi, rồi đổ đóng rồi. Gì cũng mua có bán.
quá trời đồ cũ luôn, mấy cái đồ điện này à, cắt cỏ đủ thứ máy, cắt cây, máy bắn ốc, dây điện nữa. Vui không? Bán đầy đủ không? Tùm lum đồ. Bán đồ cũ luôn. Đồ chơi trẻ em, đồ cũ luôn. Đồ chơi trẻ em cũng bán cũ nữa, biết nhiều cái. Em chơi cũ này trẻ rồi cái gì rồi phải kiếm có kiếm nhật nữa hả? Có ghê vậy ta. Ở đây có bán cây kiểng, cây cảnh rồi nữa nè, cây ăn trái này, cây kiểng nữa. Đó. Ôi xương rồng đẹp quá ha. Rồng đẹp mà. 2 đồng. Xương đồng này 2 đồng một chậu nha mọi người. Này 5 đồng một chậu. Ê, thấy bông này đẹp quá vậy. Này nè. Cái chậu này hả? Này đĩa thư nha. Chậu đó cũng là xương rồng đó. Tôi biết rồi. Cái này ở đây cái nào cũng xương rồng. Hay quá. 5 đồng nè, dễ thương không? Đẹp. Mưa về tưới để trong phòng không? Thôi. Nhớ hồi xưa chơi mấy cái game này nè. Mà giờ cái máy này đâu mà chơi. Game Boy. Quá trời. Còn đĩa phim nữa chứ. Đĩa phim này coi bản gì cả. Ủa này đĩa CD chứ. Này bán cây kiển ha. Bán cái chậu trúc nữa nè. Trúc. Này bán cây chanh cái bưởi vậy nè. Ổi nè, đây bán ổi nè. Ổi quá trời luôn.
cây ăn trái, nghe cái táo tàu, cái cây cây nhỏ này cũng có trái. You in his video saying it's not tasty. Táo, táo tàu. Món này bán hoa lan và đồ nữa. Tám đồng chậu, hoa lan 8 đồng. Ba chậu thì 20. Bên đây 5 đồng. Đây là nhỏ hơn. Có cái bà này cũng lớn tuổi ha, chuyên bán rau. Bà cũng lớn tuổi, bán rau củ quả Việt Nam. Quảng cáo cho con nấu, có con vô đây mua 2 trái về bằng 2 đồng. Cái mức này đâu phải mức gì đâu. Bán rau củ Việt Nam. Ở bên kia là dễ lựa hơn cả cục vàng. Bên kia có đậu bắp kìa. Nguyên thùng đậu bắp kìa. Cần gì nữa không? Đây có rau lan. Táo. Rửa đậu bắp đi. Đây đậu bắp này ngon ha. Đậu bắp này tươi à. Như mới hái xuống. Tươi. Ba đồng phao đậu bắp. Ba đồng thôi. Rồi cho luôn. Dương chút cũng cho luôn. Trời ơi tội nghiệp vậy. Cảm ơn. Đây là thành quả sau khi đi chợ. Mua trái cây không? Đi về thôi. Bữa nay cũng rất là đông người đi ha.